Chào bác, hôm nay của anh Thắng ở Hưng Yên lên ủng hộ cho chiếc hút ẩm. Thực ra hút ẩm của em thì không kịp làm nên là các bác cũng nhiều người hỏi như là bác làm nhanh tay thì còn, bởi vì thực ra nói thì cái mùa người dày thì độ ẩm rất cao, cho nên là hàng của em về toàn hàng VIP thôi. Để bác xem này, con Mitsu 18 lít, con này chạy gọi là vô lối luôn. Mitsu chân voi, mới gọi là Mitsu chân voi, rất nhiều anh em thích. Phải nói là săn hàng này cực hiếm. Có anh Thắng, anh rất am hiểu về đồ Nhật. Anh đã đăng ký từ lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay em mới sưu tập được. Em vẫn còn một ít hút ẩm nữa nhưng mà em chưa kịp lên sóng. Nên là các bác nào thì có nhu cầu về hút ẩm thì hãy liên hệ. Đấy, con này hình thức tuyệt vời, chạy. Anh chạy một tí đã ra nước này. Đấy, các bác này xem là cái học nước. Anh giữ em cái máy. Đấy, cái học nước của con này nó to này em ạ. Con này nó phải chắc nó, con này nó tầm phải 7 lít trở ra đúng không? Ừ. Tầm phải 7 lít. Đấy. 5-6 lít. Yeah. Được nhiều lắm. Nhiều lắm, nó rất là rộng mà cái kia bình thường nó chỉ được thế này thôi. Ừ, đúng rồi. Đấy, nên là như này. Con này nó gấp đôi. Gấp đôi. Đấy. Màn hình con này rất đẹp. Máy con này rất là khuôn máy. Nếu có bác nào thích thì cộng thêm ít tiền tôi chuyển lại cho. Trêu vậy thôi. Bác nào có cần nhu cầu về máy hút ẩm tí nữa em lại lên sóng nhá. Vâng, xin chào các bác. Hút ẩm máy lọc không khí.